9 người bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe trên xa lộ ở miền Trung của Trung Cộng, tin từ Hà Nam. Vụ tai nạn liên quan đến 56 chiếc xe do sương mù dày đặc đã cướp đi mạng sống của ít nhất 9 người ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung của Trung Cộng. Vụ tai nạn đã làm hơn 1.000 chiếc xe bị mắc kẹt trên đoạn xa lộ Bắc Kinh – Hồng Kông – Macau. Đài truyền hình CCTV đưa tin tổng cộng 16 vụ tai nạn liên quan đến 56 chiếc xe đã xảy ra trên phần xa lộ ở thành phố Trú Mã Điếm thuộc tỉnh Hà Nam vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương khi sương mù dày đặc bao phủ khu vực. Tổng cộng 65 lính cứu hỏa cùng với 28 chiếc xe chữa lửa đã được điều động để giải cứu các tài xế bị mắc kẹt và khôi phục lại giao thông. Hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy nhiều chiếc xe bị nghiền nát dưới bánh xe tải. Các nhân viên cứu hỏa đã phun nước vào một chiếc xe tải bị hư hại chở axit chlorhydric. Tân Hoa Xã đưa tin rằng tất cả mọi người bị mắc kẹt đã được giải cứu và những người bị thương được chuyển tới một bệnh viện gần đó. Giao thông trên xa lộ đã được nối lại.